Đây là cái đèn khi để chế độ đời mi này, nó sẽ cứ chớp chớp thế này thôi. Đấy, bật lên nó như thế luôn. Đấy, em test như thế nhá. Còn khi mới vào đây nó đẹp, nó chạy nháy nháy đẹp lắm. Xong rồi sau đó nó sẽ như thế này. Mình sẽ chấp hai cái dây đỏ với dây xanh lại thì nó sẽ cố định như này luôn. Đấy, còn không thì mình bỏ cái đời mi ra thì nó sẽ bỏ cái dây xanh này ra. Bỏ ra thì nó mất luôn. Đây đời mi, không thì mình bỏ đi. Đời mi dùng phanh thì mình sẽ như thế này. Đấy, phanh. Không phanh thì nó sẽ không đỏ nữa. Phanh. Đấy, phanh. Phanh cái nhấc nhấc cái phanh nhấc ra là nó cũng lên đèn. Đấy. Đấy. Còn xi nhan thì nó sẽ như sau. Xi nhan thì nó sẽ đuổi thế này này. Xi nhan. Bỏ xi nhan ra. Xi nhan. Xi nhan. Xi nhan sang trái nhá. Xi nhan sang phải này. Còn mình lắp đề mi thì lắp vào cho em thế này. Thích để đề mi để, cứ để lại cũng được. Tùy, bỏ đề mi ra đi. Đấy, xi nhan sang phải. Chạy nuột đẹp, nhìn cái xe nó đẹp hẳn lên đấy. Ok nhá. Bộ đấu nối nó hơi nhiều dây, hơi lòng hoàng tí. Đấy, mà dùng nó rất là đẹp.